Xin chào các bạn. Thì sau khi mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thiết kế filter graphics và screenshot xong, thì hôm nay mình làm một cái video hướng dẫn cho bạn upload những cái screenshot và filter graphics lên Play Store. Thì bây giờ các bạn vào trong cái Play Store, Play Console, mà vào trong cái ứng dụng của mình cần cập nhật, chọn cái menu sự kiện trong cửa hàng và trong cái thông tin chính trong cửa hàng ha. Thì các bạn tích vào cái filter graphics này và các bạn up nó lên. Rồi, thì như vậy mà các bạn có thể chọn thay thế hoặc là up nó lên cái phần hình ảnh đại diện điện thoại này á. Thì cái này là screenshot design đấy. Thì các bạn xóa hết tất cả những cái cũ và upload cái mới lên. Các bạn chọn hết luôn ha. Rồi, ok. Đấy, thì như vậy các bạn đã upload lên cái phần screenshot và cái phần filter graphics, các bạn chọn lưu và sau đó các bạn chọn là truy cập vào cái trang tổng quan để mà submit. Các bạn click vào cái gửi hai nội dung cần xem xét và các bạn chọn gửi ha. Rồi ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vào trong cái ứng dụng và cập nhật cái screenshot và filter graphics lên ha để tối ưu cái on bay. Các bạn chọn ra ngoài tất cả ứng dụng ha. Khi chọn ra ngoài tất cả ứng dụng thì các bạn sẽ xem cái phần là cập nhật trạng thái, thì các bạn xem là cái ứng dụng mình mới cập nhật xong là đang xem xét. Thì như vậy là các bạn đợi trong vòng mấy tiếng hoặc là một ngày thì app nó cập nhật lên cho mình về cái phần những cái mà các bạn cập nhật ha. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh Quốc Media để đừng có bỏ lỡ những cái video mình mới ra ha, để đón tiếp những cái thủ thuật, những cái tip hoặc là những cái mình chia sẻ cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.